Sau đây là ý kiến nhận xét của cựu Tổng thống Trump về việc chính phủ Joe Biden tấn công Yemen vào ngày 12 tháng 1. Nội dung bài phát biểu được dịch bởi Tinh Hoa TV. Joe Biden không chỉ ngu ngốc mà còn không đủ năng lực. Tôi tin rằng ông ấy và bộ sậu của mình đã đi một bước đi điên rồ. Thật khủng khiếp. Nước Mỹ đang bị đe dọa, biên giới thì mở toang. Việc vũ khí hóa FBI của chính phủ Biden là một thảm họa. Điều đó đang đưa nước Mỹ đi đến địa ngục. Mọi thứ sẽ kết thúc trong Thế chiến 3 vì ông ta. Cảm ơn quý vị. Thank you.